Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin năm 2020 Việt Nam tăng cường kiểm duyệt, bóp nghẹt tiếng nói trên không gian mạng. Trong năm 2020, Đảng và Chính phủ Việt Nam tiếp tục gia tăng thúc ép các công ty nền tảng mạng xã hội như Facebook và YouTube phải tăng cường kiểm duyệt, gỡ bài, video bị dán nhãn là chống phá nhà nước. Nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam cho biết Facebook hoặc YouTube thường xóa bài viết hay thậm chí là khóa luôn tài khoản vì họ đưa những thông tin liên quan đến tình hình chính trị, xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng mà nhà nước không muốn thông tin lan tỏa đến người dân. Đây là hình ảnh một cuộc biểu tình phản đối luật an ninh mạng tại giáo hạt Vân Hạnh, tỉnh Hà Tĩnh vào hôm 17 tháng 6. Có ít nhất 4 người mà đài tiếng nói EFA từ Mỹ đã phỏng vấn và nói rằng tài khoản của họ bị nhiều lần hạn chế, xóa bài với những lý do không được rõ ràng, không thuyết phục. Nhiều người dùng bị gỡ bỏ nội dung trên mạng xã hội. Tờ Thời báo.de cũng đã chia sẻ thông tin cho biết thường xuyên bị YouTube hạn chế lan truyền các video tin tức thời sự chính trị ở Việt Nam. Nhiều lần, việc này đã được gửi báo cáo cho các tổ chức phóng viên biên giới tại Đức. Thường là họ nhắm vào các video về các vấn đề xảy ra, các vụ việc lớn, ví dụ như vụ việc ở Đồng Tâm, các vụ việc bắt bớ mà tờ báo này đã đưa tin hoặc các vụ việc liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Các tin tức đó thì thường bị phía Việt Nam yêu cầu ngừng phát tán ở Việt Nam. Tất cả những thông tin đó đều cập nhật lại toàn bộ rồi được gửi lên các tổ chức quốc tế tại Đức và châu Âu nhằm phản đối lại vụ việc YouTube đã làm theo ý muốn của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ Việt Nam, ông Nguyễn Lân Thắng, một người hoạt động xã hội cũng được nhiều người theo dõi trên Facebook, nói việc bị hạn chế hoặc bị tự động xóa bài viết xảy ra khá thường xuyên. Có một số bài viết tôi bị hạn chế hiển thị nội dung ở Việt Nam. Những bài viết cũng có ảnh hưởng dư luận, tác động đến tâm tư, tình cảm của rất nhiều người. Có lượt link và chia sẻ rất lớn, điển hình như là một bài có đến 6.000 lượt chia sẻ. Ngoài ra còn có một hiện tượng nữa là rất nhiều người họ không nhìn thấy tin tức của tôi nổi trên news feed của họ nữa, mặc dù họ có cài đặt tài khoản của tôi ở chế độ theo dõi, tức là xem trước. Nhưng mà họ phải vào tận nơi thì mới nhìn thấy nội dung trên tường nhà tôi. Còn ông Quang hiện đang là admin của một trang fanpage chuyên cung cấp đăng tải các thông tin kiến thức về quyền và luật pháp cho người dân, cũng than phiền rằng lượng tương tác bị hạn chế xuống thấp kỷ lục trong năm 2020. Facebook cũng đôi lần thông báo với ông Quang rằng những video bị hạn chế là do vi phạm luật pháp địa phương. Đây là hình ảnh một trong rất nhiều các hình đồ họa phản đối nhà nước Việt Nam bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận bằng luật an ninh mạng. Và Việt Nam cũng tăng cường kiểm duyệt và yêu cầu gỡ bỏ nội dung phản động. Ông Nguyễn Trường Sơn, người thực hiện báo cáo kiểm duyệt và hình sự hóa tự do biểu đạt tại Việt Nam, do Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố vào hồi đầu tháng 12 cho biết, trong các vấn đề yêu cầu xóa nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, cơ chế làm việc giữa chính phủ Việt Nam và các công ty công nghệ như Facebook, YouTube đã được ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hồng nói rất rõ trong một cuộc họp tại Quốc hội. Đó là hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập hẳn một nhóm làm việc chuyên biệt giao tiếp với Facebook và YouTube hàng ngày để gửi cho các công ty này danh sách các nội dung cần được gỡ bỏ. Cho nên giữa nhà nước Việt Nam và các công ty công nghệ hiện giờ có tần suất làm việc hàng ngày chứ không giống như trước đây là đợi đến khi có một sự kiện nào đó xảy ra thì họ mới yêu cầu Facebook và YouTube tăng cường kiểm duyệt nội dung. Đặc biệt là trong năm 2020 này, họ đã tăng cường việc giám sát các nội dung trên mạng xã hội và tăng cường việc yêu cầu các công ty công nghệ này phải kiểm nghiệm nội dung trong mỗi ngày. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Nguyễn Mạnh Hùng giải trình trước Quốc hội vào tháng 11 năm 2020 vừa qua cho biết, Bộ Thông tin Truyền thông đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, phối hợp đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng các tài khoản mạng xã hội như Facebook và YouTube đăng tải các thông tin mà ông Hùng gắn nhãn là kích động chống phá nhà nước Việt Nam. Theo ông Hùng, từ năm 2018 cho đến hết tháng 8 năm 2020, tỷ lệ đáp ứng gỡ bỏ thông tin bị cho là xấu độc của Facebook đã tăng từ 10% lên 95% và của YouTube tăng từ 50% lên 90%. Số lượng gỡ bỏ dạng thông tin này của Facebook vào năm 2020 tăng lên 30 lần so với năm 2017 và số lượng gỡ bỏ trên YouTube năm 2020 cũng tăng 8 lần so với năm 2017. Số trang bị cho là giả mạo phải gỡ bỏ cũng tăng 8 lần so với năm 2017.
Cũng theo lời ông Nguyễn Mạnh Hùng, tính riêng trong 8 tháng đầu năm nay, Facebook đã gỡ gần 1.100 bài viết, 154 fanpage đăng thông tin sai sự thật và tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm, gây uy tín nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông vốn là một tướng bên quân đội. Đối với Google, cụ thể là trên YouTube, bộ này đã yêu cầu ngăn chặn và gỡ bỏ 15.115 video bị coi là vi phạm, gỡ bỏ 24 kênh YouTube gọi là phản động và thường xuyên đăng tải nội dung chống phá chế độ, chống phá đảng và nhà nước. Mỗi kênh này có khoảng 1.000 video kiểm duyệt nội dung vì tuân theo luật pháp Việt Nam. Những người mà Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn nói rằng họ bị xóa bỏ hoặc hạn chế tương tác với các bài viết hoặc video YouTube và Facebook thường thông báo rằng họ dựa trên pháp luật của nước sở tại và yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Thậm chí có nhiều bài bị xóa một cách âm thầm mà không cần thông báo. Có nhiều video mà họ không muốn được lan tỏa Việt Nam thì chính phủ Việt Nam yêu cầu YouTube là phải khóa video ấy ở Việt Nam, thì người đăng sẽ nhận được một email là với lý do luật pháp địa phương. Theo yêu cầu của chính phủ, chúng tôi bắt buộc phải khóa video này tại Việt Nam. Phóng viên tờ Thời báo DE cũng đã chia sẻ thông tin này như vậy. Và họ đưa ra lý do đại loại là liên quan đến các luật lệ địa phương mà cũng không có một cơ chế nào để phản hồi lại. Họ chỉ thông báo vậy mà thôi. Ông Nguyễn Lân Thắng nói tiếp. Cũng theo ông Nguyễn Trường Sơn, chính phủ Việt Nam viện dẫn Nghị định 72 ban hành vào năm 2013 để yêu cầu các công ty công nghệ phải gỡ bỏ nội dung theo đúng luật Việt Nam. Đối với các công ty công nghệ thì họ thường chỉ đáp ứng các yêu cầu kiểm duyệt lên các bài đăng cụ thể, chứ hiếm khi họ kiểm duyệt toàn bộ tài khoản đó. Bên phía nhà nước Việt Nam thì hiện nay, một khi đã yêu cầu các công ty công nghệ kiểm duyệt nội dung theo thường dựa vào các nghị định, mà một trong những nghị định rất nổi tiếng bây giờ, đó là Nghị định 72. Để yêu cầu các công ty này phải bằng một cách nào đó để khiến các nội dung này hoặc là bị gỡ bỏ hoặc là không xuất hiện với các người dùng ở Việt Nam. Nghị định 72 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, điều 5 nghiêm cấm, chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, v.v. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh vừa bị bắt vào hôm 17 tháng 12 năm 2020, ngay khi đang xảy ra bắt đầu kỳ họp lần thứ 14 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều 22 khoản 1 quy định như sau: các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nước ngoài khi cung cấp thông tin công cộng qua biên giới, có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập từ Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan của Việt Nam. Điều 25 của nghị định này yêu cầu đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người dùng mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo chỉ những người đã cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang cá nhân. Trong báo cáo kiểm duyệt và hình sự hóa tự do biểu đạt tại Việt Nam, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng yêu cầu các công ty công nghệ phải giải trình về trình độ xóa bài viết, video hoặc hạn chế hoặc khóa các tài khoản có đăng ký những thông tin có nội dung về chính trị, xã hội và nhân quyền ở Việt Nam. Facebook đã phản hồi rằng trong báo cáo minh bạch mới nhất của Facebook đã thể hiện rõ ràng cam kết trong việc bảo vệ tiếng nói của người Việt Nam trong một môi trường nhân quyền đầy thách thức. Facebook cho biết chỉ hạn chế truy cập vào tổng số 834 bài tại Việt Nam trên cơ sở các yêu cầu pháp lý địa phương, một phần rất nhỏ trong số hàng trăm triệu bài được đăng ra trong cùng lúc. Điều này xảy ra bất chấp một thực tế là trong thời gian dài vừa qua, trong đó việc cung cấp các dịch vụ của Facebook phải chịu áp lực chưa từng có từ giới chức Việt Nam. Cũng trả lời câu hỏi của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Google cho biết họ đánh giá các yêu cầu xóa bỏ nội dung của chính phủ, đối chiếu với các tiêu chuẩn nhân quyền và thực hiện một số biện pháp để thu hẹp các yêu cầu này. Cũng theo Google, khi xóa bỏ nội dung, chúng tôi thực hiện cách tiếp cận ít hạn chế nhất để xóa bỏ bằng cách chặn nội dung đó ở khu vực pháp lý liên quan, trong khi vẫn để thể hiện nội dung đó ở khu vực pháp lý khác trên toàn cầu. Đối với những yêu cầu xóa không đủ cụ thể hoặc thiếu bằng chứng hỗ trợ, chúng tôi yêu cầu gửi thêm thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Google cũng lập ra hẳn những nhóm những người nói tiếng Việt được thuê đánh giá nội dung để ứng phó trước một lượng lớn các yêu cầu từ chính phủ Việt Nam. Và thông tin cho thấy, ở Việt Nam, chính phủ luôn luôn vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận. Ông Nguyễn Trường Sơn cũng khẳng định, dù các công ty công nghệ có viện lý do rằng buộc phải tuân thủ theo luật pháp sở tại, thì cũng không thể chối cãi được rằng họ cùng với chính quyền Việt Nam đang bóp nghẹt tiếng nói của người dân trên không gian mạng. Ông nói tiếp, cho dù phía nhà nước có cho rằng đó là những nội dung chống phá
hoặc là bên phía công ty công nghệ có bao biện rằng đây là các nội dung vi phạm pháp luật sở tại thì cũng không thể nào chối cãi được rằng họ đã lạm dụng các công cụ pháp lý cũng như những quyền lực mà mình có thể làm để bóp nghẹt quyền tự do biểu đạt người dân trên không gian mạng, người dùng. Đây là hình ảnh cho đến ngày 23 tháng 12 năm 2020, tức là ngày thứ 30 mà tù nhân chính trị Trần Huỳnh Trí Thức tuyệt thực yêu cầu Tòa án Nhân dân tối cao miễn hình phạt còn lại cho ông theo Bộ Luật Hình sự 2015, tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ phản hồi gì. Ông Thức bị giam giữ 11 năm trong bản án 16 năm tù. Cũng theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế thì rõ ràng đây là hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng. Ông Quang nói thêm rằng Facebook hạn chế tương tác các video trên fanpage của ông là đã ngăn cản quyền tự do tiếp cận thông tin của người dân. Đây rõ ràng là một điều sai trái, bởi vì tụi mình đang làm những video về quyền hoặc luật pháp chỉ đơn thuần là đưa kiến thức đến cho người dân. Tuy nhiên, việc bị Facebook hạn chế nội dung làm cho người dân không có quyền tiếp xúc với nhiều hướng thông tin độc lập và các thông tin về kiến thức. Cũng theo quan điểm mà tờ Thời báo DE đã từng đăng tải, thì việc ký hiệp định thương mại tự do với châu Âu thì Việt Nam phải có nghĩa vụ hành xử công bằng với các công ty của châu Âu, nghĩa là nước Đức không bao giờ chặn bất kỳ một thông tin hay video nào từ Việt Nam, thì Việt Nam cũng phải làm điều tương tự như vậy đối với các công ty truyền thông từ Đức và châu Âu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 12 năm 2020 với bản tin Năm 2020, Việt Nam tăng cường kiểm duyệt, bóp nghẹt tiếng nói trên không gian mạng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. We'll be right back.